Huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, một vùng quê yên bình và trầm mặc, vùng đất hiền hòa như chưa hề biết đến hơi thở vội vã của cuộc sống hiện đại. Chủ nhân của căn nhà đơn sơ giản dị này là cô Nguyễn Thị Thanh, người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng có một ánh mắt rất mạnh mẽ. Có lẽ cũng không nhiều người biết cô đã từng là thành viên của đơn vị Co 102 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Đó là trung đội nữ lái xe Trường Sơn. Trên tuyến đường Trường Sơn, trọng điểm 050 ở Quảng Bình còn được gọi là Cổng Trời, nơi hứng chịu nhiều bom đạn nhất vì là điểm tập kết nối hai tuyến đường Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây. Và hành trình đó cũng là nhiệm vụ của trung đội nữ lái xe Trường Sơn. Chị em bảo ban nhau là chúng tôi là cứ phải cương quyết, không sợ hãi gì, dù khó khăn như mấy đi nữa thì là chúng tôi cũng cứ hiên ngang đi chứ không có lùi bước. Với 40 cô gái, tuổi đời chỉ mới 16, 17 và tất cả đều được truy điệu sống trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Trên đường mà xe cộ mà hỏng nước là coi như là chúng tôi kê kích xe xong là tháo lốp ra thay lấy. Cô Thành chia sẻ thêm, giấu xe, ngụy trang xe thì phải hút xăng ra, chứ không thì máy bay Mỹ đánh cả xe, cháy tất. Xăng quý lắm, các cô phải hút xăng bằng miệng, đổ ra thùng, rồi từ thùng lại hút đổ vào xe. Có khi xăng ọc vào miệng, cũng phải nuốt cả xăng. Có lẽ bởi vì vậy mà sau khi hòa bình lập lại, sức khỏe của các cô đều nhiều phần thuyên giảm. Thế nhưng, thời thanh niên sôi nổi là vậy, tuổi thanh xuân kiêu hùng là thế, mà gần 50 năm qua, cô Thanh chỉ có một mình. Bữa cơm thiếu tiếng con trẻ, bước đi thiếu người dắt dìu. Và nụ cười cũng dường như chỉ còn một nửa phần là hạnh phúc. Có lẽ niềm vui lớn nhất của cô Thanh giờ đây là được sống lại không khí vui tươi của ngày chiến thắng, là những phút giây tìm lại ký ức của những tháng năm thanh xuân sôi nổi. Vâng, thưa quý vị, và lúc này chúng ta cùng hân hạnh chào đón trên sân khấu những người nữ lái xe Trường Sơn năm xưa của một trung đội mang tên anh hùng Nguyễn Thị Hạnh. Vâng ạ, và có lẽ là lúc này thì các cô cũng rất nhiều những điều muốn chia sẻ, đặc biệt là những cái khó khăn của những người nữ mà phải làm nhiệm vụ lái xe trên tuyến đường Trường Sơn năm xưa. Thì có những cái khó khăn, có những cái thử thách như thế nào các cô phải vượt qua ạ? Vâng ạ. Vâng, nói chung là trung đội chúng tôi thì là một trung đội vận tải. Những cái khó khăn của chúng tôi là trung đội chúng tôi toàn là nữ, cho nên công việc lặng nhọc hay hút xăng, tất cả mọi công việc là chúng tôi tự làm lấy hết. Thế là nói chung đi đường thì chúng tôi đi đường 15, 12 và vượt qua những chặng điểm, những cao điểm như Cổng Trời, Khâu 50 thì chúng tôi toàn đi đêm. Chúng tôi chở bộ đội vào và đón thương binh ra. Đường đi đêm mà không được đi xe, đi bằng đèn sáng, mà chúng tôi toàn phải đi những cái đèn quả táo, quả dưa. Cho nên là hố bom thì chằng chịt, nhưng cho nên những cái khó khăn của chúng tôi rất là vất vả, gian truân. Nhưng mà mặc dù những cái khó khăn như thế, vượt qua những chặng điểm như là Phà Nông Đại, Cổng Trời, Khâu 50, nhưng chị em chúng tôi vẫn hoàn thành được những cái nhiệm vụ và nói chung là ngang hàng với tất cả các đồng chí nam giới lái xe. Vâng ạ, vậy thì làm thế nào để mà chúng ta có được cái động lực để vượt qua được tất cả những cái khó khăn, gian khổ của ngày ấy hả cô? Ngoài cái công việc phục vụ trực tiếp ra, chị em chúng tôi còn hoạt động các cái tinh thần để làm cho cái con người nó phấn khởi, hăng hái. Thì chị em chúng tôi tuy là đơn vị toàn là nữ thôi, thế nhưng mà cũng tập văn nghệ, rồi cũng tập đóng kịch, rồi là hát này khác, là chúng tôi cũng vẫn làm được hết.
những ai mà cao giáo gọi là trông dáng dáng giống nam một tí thì để đóng giả làm con trai. Thế còn những chị em mà trông cái dáng dịu hiền một tí thì lại đóng con gái. Thế và hát thì chúng tôi cứ hát vô tội vạ. Có những cái đêm mà đi đường ấy là chị em chỉ có mỗi cái bài chào em cô gái Lâm Hồng ấy mà còn hát suốt đêm mà cứ giờ đi giờ lại để cho cái tinh thần nó sảng khoái và nó cũng vui vẻ để mà làm nhiệm vụ. Nói chung rất tốt. Vâng, với cái đặc thù nhiệm vụ đối với người phụ nữ nữa, các cô thì lại làm cái công việc này toàn ở cái tuổi 18 đôi mươi nữa. Bây giờ thì sức khỏe không còn được như ngày xưa, ảnh hưởng rất là nhiều. Thế nhưng mà bằng cái tinh thần lạc quan thì vẫn vượt qua được tất cả những cái thử thách, những cái khó khăn ngày ấy. Và bây giờ thì các cô có thể giúp cho chúng cháu tái hiện phần nào cái cuộc sống ngày xưa, cái tinh thần ngày xưa của các cô, cái không khí vui vẻ đó thể hiện qua lời hát như thế nào ạ? Cô Hòa có thể bắt nhịp cho các đồng đội của mình hát được không ạ? Cảm ơn các cô và kính chúc các cô thật là nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục kể thêm những cái câu chuyện như thế này cho con cháu chúng con ạ. Vâng ạ, cảm ơn các cô rất là nhiều ạ. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù đàn bó mà giờ thế cao, dù thân thể thiên nhiên mang đầy thương tích, dù sao hai đường chiến dịch ta vẫn cùng nhau một chặng đường, một tiếng chim ngân.